Good afternoon, respected directors, managers, colleagues, and my dear students. Xin chào tất cả mọi người. My name is Stacy, and I'm from Australia. I have taught English at American English School for 2 years now. Tôi là Stacy, tôi đến từ Australia, tôi đã giảng dạy ở AMET được 2 năm rồi. I am honored and pleased to be the representative for all teachers here to deliver this farewell speech. Hôm nay là ngày 30 tháng 6. Sorry, tôi rất là vinh dự được đại diện cho toàn thể giáo viên để được gửi đến các em học sinh gửi lời chào thân ái ngày hôm nay. Today, 30th of June is a day of joy, particularly for the graduating students of the amazing summer course at Ames. Their parents. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 là một ngày vô cùng đặc biệt đối với những học sinh của khóa học Amazing Summer 2017 tại AMET cũng như gia đình của mình. We are all here to bid farewell to our students who have successfully completed their summer course. I welcome you all to this colorful ceremony. Tất cả chúng ta có mặt tại nơi này để cùng chúc mừng các học trò của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc khóa học của mình. My dear students, despite some hard tasks that you have encountered in the course of your studies, at the end of it all, you completed this part of your journey with great achievements and beautiful memories. Okay. Các em học sinh thân mến, mặc dù trong khóa học này các em đã phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn, nhưng các em đã hoàn thành chặng đường một cách rất là thành công, cùng biết bao những kỷ niệm đẹp. Being tough with you at times does not mean that we hate your set, but to prepare you for a greater challenge ahead and to nurture you to build a strong foundation for your next level. Mặc dù có những lúc thầy cô còn nghiêm khắc với các em, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy cô ghét bỏ các em, mà chúng tôi hy vọng rằng những điều đó sẽ giúp các em là những thử thách sau này để nuôi dưỡng và xây dựng một nền tảng vững chắc cho những chặng đường tiếp theo. Under our guidance, you have obtained the impressive milestones in your life with great honor and integrity. Dưới sự dẫn dắt của chúng tôi, các em đã giành được một cột mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của mình. Today, I am honored to say we are proud of your achievements over the month, your various accomplishments in almost all curriculum and extracurricular activities, and your maturity day by day. Ngày hôm nay tôi rất vinh dự để nói rằng chúng tôi vô cùng tự hào với những thành tích mà các em đã đạt được trong suốt một tháng qua. Các em đã dần phát triển và hoàn thiện hơn từng ngày. Your brilliant achievements in academic discourse and your life skills are indeed acknowledged. Your sweet memories will forever remain in our hearts. Những thành tích tuyệt vời của các em trong học tập và những kỹ năng sống được cải thiện, và hơn hết mọi kỷ niệm đẹp của các em trong một tháng vừa qua sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí của chúng tôi. At this point, I want to implore my dear outgoing students to always see yourselves as good ambassadors of this school and never allow selfish interests to embellish the integrity you have nurtured over the month in this great school. Tại thời điểm này, tôi muốn nhắc nhở các em học sinh thân mến rằng các em hãy luôn ghi nhớ các em chính là những đại sứ của chúng tôi, và các em đừng bao giờ để sự ích kỷ làm ảnh hưởng đến những điều tốt đẹp mà các em đã có trong suốt khóa học này. Be kind and good to people you meet on your way up. Think big thoughts and be optimistic in whatever you are doing. Hãy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, luôn lạc quan và suy nghĩ tích cực trong tất cả mọi việc mà các em đang làm. On behalf of the school, I bid you farewell and wish you your best of luck in your days ahead. Thanks, Ames, for allowing me to teach all of these wonderful students. Thay mặt cho Học viện Anh ngữ AMET, tôi xin được gửi lời chúc may mắn tới các bạn học sinh, cũng như cảm ơn AMET đã cho chúng tôi giảng dạy những học sinh tuyệt vời này. Thank you so much for listening. Một lần nữa, thank you, xin cảm ơn. Một tràng rất lớn dành cho cô Stacy, đúng không ạ? And so, okay. And a student will give you a bunch of flowers. A student will give you a bunch of flowers. And just a moment to take a photo. Một tràng rất lớn dành cho cô Stacy, đúng không ạ? Stacy, thank you so much. Oh, please back to. Trên sân khấu này chúng ta có một bạn nhỏ. Chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện nhỏ với cả bạn này được không ạ? Để cùng xem bạn đến từ đâu nhá. Oh.
Hello. Hello. So what's your name? My name is Tu. My name is Tu. Right. Nice to meet you, Tu. Nice to meet you too. Okay. So how do you feel now? I'm very happy. Are you happy now? Yes. Okay. So can you introduce a little bit yourself? I'm a student at MS Academy. My first sport is football. In the future, I want to be a pilot because I want to travel all the world. Okay. And met a lot of friends. Oh, it sounds very interesting. So would you like to share your feeling about summer course? Yes, I'm very excited about amazing summer because I can visit three places. There are museums, being a soldier, and a royal city. So next year, when you invite your friend to learn Amazing Summer? Next year, I will invite my friend to Amazing Summer, and I can tell them where do we go and what do we do in the class. Anything else? No. No. So see you next summer. See you next summer too. Okay, high five. Một tràng thật lớn dành cho Quang Tú lớp CK4 đến từ chi nhánh Cầu Giấy. Cô Lê nghĩ rằng là rất nhiều những bạn nhỏ phía dưới sân khấu đều muốn chia sẻ những cảm nghĩ của mình sau khi kết thúc khóa học Amazing Summer tại các chi nhánh, đúng không? Thì cô hy vọng rằng là sang năm tiếp theo 2018, cô sẽ nhận được nhiều những chia sẻ của các bạn nhỏ hơn nữa nhé. Còn ngay bây giờ chúng ta không phải chờ đợi lâu hơn nữa. 20 tiết mục đến từ 4 chi nhánh đã hoàn toàn sẵn sàng rồi, đúng không nào? Một tràng thật lớn để cho tiết mục đầu tiên được không ạ? Tiết mục mở màn cho lễ tổng kết khóa học Amazing Summer ngày hôm nay đến từ chi nhánh Cầu Giấy lớp ASCK2 với tiết mục All About That Bass. Xin mời!